Çekil bile özlerge kolu vermez kaytalan kolu kolu. Như là mình nhớ không nhầm là sát thương chí mạng ấy sẽ gây thêm 5% sát thương chí mạng. Đấy, nên anh em lên đồ cho này phải có chí mạng thật nhiều nha. Thì cái lượng sát thương chí mạng thêm nó từ chiêu cuối được nhiều. Vừa định ra hắn, ông Krynak đã chết rồi. Không sao, cứ farm với anh em. Thì mình chơi AD mình cũng phải chỉ có hai cái. Một là giữ vị trí, hai là chăm chỉ farm. Thế là được AD anh em. Để anh em chơi AD anh em cố phải farm nha. Đừng ham đánh nhau quá.
trừ nghe con tướng AD là mà nó đánh nhau khỏe đầu trận ấy, như con gì nhỉ Rocke này, hay là Hayate này, hay là Joker ấy, thì anh em lên đánh nhá. Mình khuyên là lên chứ không phải lên đánh, thì tại vì nó mạnh. Còn những con AD là kiểu ui chết rồi, ui tí chết anh em ạ. Hình như quả đấy ông Karina cũng bị đơi ra, không sao, quả đấy sống là được rồi. Tiếp tục, Slim vẫn thủ trụ ghê lắm anh ạ, không bảo. Về bảng ngọc của vị tướng Whip này, mình dùng cho tướng Whip này bảng ngọc sát thương chí mạng nha anh em. Tại vì sát thương chí mạng như của Ngộ Không mà video trước mình nói ấy. Tại vì cái bảng ngọc sát thương chí mạng nó sẽ bắp thêm tỷ lệ lổ chí mạng rát hơn. Tại vì con này khi bật chiêu 1 với cả chiêu cuối thì khả năng lổ chí mạng nó là cực kỳ rát nha. Đấy lên anh em lên bảng ngọc sát thương chí mạng sẽ lợi hơn. Và về bảng ngọc tím thì mình sẽ dùng ngọc hút máu nha, để khi lổ chí mạng ấy thì lượng máu phục hồi sẽ nhiều hơn. Ui dồi, chết hai thanh niên nó bắt mình rồi anh ạ. Này Karinak bắn luôn anh ạ. Ngon, ăn ngược được luôn anh ạ. Quả đấy mà nếu mà nó ăn được mình thì chắc nó cũng chết, tại vì còn cái nội tạng con Whip này sẽ tự hủy sau khi bị chết. Đấy, còn về bảng ngọc xanh lá cây nha, thì mình sẽ dùng ngọc ngọc công vật lý và xuyên giáp nha. Đó, đấy là bảng ngọc của Whip mà mình lựa chọn nha anh em. Nếu anh em nào có bảng ngọc gì nữa thì anh em có thể góp ý dưới phần comment cho mình nha. Và còn về lối trang bị thì mình sẽ để trên màn hình nha. Với đồ đầu anh em lên cho Whip này là giày du mục nha. Một cái slot có thể là bắt buộc cho tất cả AD ấy. Trận này mình lên hơi nguy hiểm tí, tại vì nếu lên cái giày này thì sẽ eo su nó bắn nó sẽ rất thấm ấy. Nếu lên anh em trận nào anh em gặp những cái con như eo su để Joker ấy, anh em có thể đổi cái giày du mục đầu tiên cho mình thành cái giày hộ vệ nha, để có 15% giảm sát thương vật lý. Chứ không anh em chơi giày này là khá là nguy hiểm khi chơi những con tướng sốc sát thương kiểu mạnh như thế. Và mình thì mình cũng chơi kiểu mạo hiểm thôi anh ạ. Lên giày này mình có thể farm nhanh hơn, mà được cái này mất cái kia thôi, thì mình chấp nhận. Còn về món đồ thứ hai là món đồ thanh kiếm nha, để giúp khả năng gây chí mạng. Và mỗi lần gây chí mạng thì nó sẽ có thể là mỗi lần gây chí mạng là có thể tăng tốc chạy. Thôi mình chưa về rồi anh ạ. Còn cái trụ nữa, nếu mình về bây giờ là mất trụ, mình cố thủ đây. Mình có thể gây chí mạng và tăng lên sát thương chí mạng nha. Còn về món đồ thứ ba thì có hai sự lựa chọn, một là cái vuốt hung tàn hoặc là cái song đao bạo tam nha, nhưng mà mình thiên về vuốt hung tàn hơn, tại vì lên vuốt hung tàn thì có thể bắp thêm một lượng tốc đánh rất là nhiều khi các đoàn đánh thường ấy. Lên con Whip thì sẽ lợi hơn về các lần bắn nhiều chí mạng hơn, hoặc anh em có thể lên song đao bạo tam nha, đấy là tùy vào anh em thôi. Còn về món đồ thứ tư là mình lên cho nó là cái thương xuyên phá nha. Này, ve red này, chết ngay. Ui, eo su đuổi. Nào, rốt gắt đấy. Giờ mình bắn cho chạy hết anh ạ. Tiếp tục nói về slot thứ tư nha. Slot thứ tư thì mình có thể lên cái thương xuyên phá của Muramasa ấy, tùy từng trận thôi. Nếu trận nào mà team nó nhiều con đấu sĩ hay đỡ đạn ấy. À, đỡ đòn anh em ạ. Cứ quen mồm đỡ đạn. Đỡ đòn thì mình có thể thay cái thương xuyên phá đấy bằng Muramasa nha, để có thể khả năng xuyên giáp thấm hơn. Chứ còn nếu mà trận nào mà châu châu anh em lên cái thương xuyên phá này, mình đảm bảo không có sát thương luôn. Còn trận này qua team nó nhiều con máu mỏng nên mình sẽ lên cho nó cái thương xuyên phá nha, để lấy lượng xuyên giáp và tăng tốc chạy sau khi thoát khỏi giao tranh. Thì nó sẽ giúp mình đi đảo các lên tốt hơn và có thể farm được nhiều hơn. Còn slot thứ 5 là mình lên cho Whip này là cái gì nhỉ? Nanh Phoenix nha anh em, để lấy một lượng công vật lý bắp thêm khi đối phương có ít máu. Cái lối trang bị là có thể bắp khả năng lổ chí mạng của anh em lên con số khoảng 3.000 chí mạng. Đây mới là 1.500, 1.700 nha anh em thấy chưa? Đấy là còn mình còn chưa lên cái Nanh Phoenix nhá. Lên xong mình cái đấy nó cũng phải lên khoảng 3.000 chí mạng anh em. Đấy, lên đồ đấy thì khả năng bắp chí mạng sẽ cao hơn. Hoặc anh em có thể lên cho mình cái cung tà ma nha. Cung có công vật lý cũng có chí mạng, nhưng mà nó hơi đắt, nhưng mà nó vẫn rẻ hơn cái Nanh Phoenix chán anh em. Đấy, lên anh em có thể lên hai món đồ đấy nha, một trong hai thôi. Còn slot cuối anh em có thể lên Hex Queen Thịnh Lộ hoặc là cái giáp hồi sinh nha, để lấy khả năng lật kèo và an toàn trong giao tranh. Về phần mình thì mình cảm giác lên cái
khắc Queen Thịnh Lộ ấy nó có vẻ lợi hơn là cái giáp hồi sinh ấy ạ. Mèo của Ulti xấu quá, bắn trả chúng ai. Thì vì khi lên cái gì nhỉ, khắc Queen Thịnh Lộ ấy, thì anh em đang combat ấy, còn tí máu thì đang bắn thì nó được đà, nó sẽ bắn nhanh hơn và kiểu nó ấy hơn. Nhưng mà nếu còn cái giáp hồi sinh ấy thì đang đánh nhau ấy mà tự nhiên mất lầm xuống quát, thế là nó bị mất cái nội tại của cái vuốt ung tàn thì bắn nó sẽ không sướng. Nên mình cảm giác lên cái giáp cái gì nhỉ, khắc Cất Thịnh Lộ nó có ổn hơn nha anh em. Đấy, quả Veret bắn thò đầu ra mình bắn. Còn về trận nào mà đối thủ kiểu lì lợm quá, anh em cứ quăng thẳng cái chiêu cuối của mình này vào trong trụ ấy, xem nào đối thủ nó cũng phải chạy đi thôi chứ không ôm trụ mãi được anh em. Nên này vừa thủ trụ tốt lại còn có thể là vừa gì nhỉ, vừa thủ trụ tốt lại vừa công trụ tốt. Đấy, tim vừa tí máu lui lui anh ạ. Rồi ra hy sinh, ui hay thế. Mẹ, tu len chiểu sao mình chết luôn. Ra đá phát chí tử chết luôn. Trận này được tim gánh anh ạ. Tim ăn 23 mạng rồi mình có giết 4 hỗ trợ 4. Về phần trơn whip này anh em lưu ý nha. Khi chơi anh em cố lên cho mình mắc chiêu 1 đầu tiên này. Và khi combat hay là nói chung là trao đổi kỹ năng thì anh em cố lăn đúng trúng cái tầm mắc binh của chiêu 2 vào người team đó nha, thì sẽ gây choáng. Thì khả năng anh em sẽ lợi máu trong cái pha kiểu trao đổi kỹ năng ấy thì sẽ ok hơn nha. Hồi quả Karinak chết rồi, 3 thằng có vây chạy mắt nha bạn à, vẫn chạy được, ulti chết ngay. Em thấy khả năng chí mạng này bắt đầu ra nhiều ấy anh em. Bắn rộng mới bắt đầu chí mạng 2k5 với anh em ơi. Đấy thì cứ theo cái đà này là tía lên xong cái nanh Phoenix là khả năng chí mạng nó sẽ ra tận 3k là chuyện bình thường anh em. Slim toàn phi lao bừa. Bây giờ mình sẽ lên các quyền định lộ nha. Hoặc là cái giáp hồi sinh, đấy tùy theo anh em thôi. Cũng không đã ăn, phải phát lao rồi. Team vẫn đang tích cực thủ trụ anh em. Vẫn chưa cách nào lên. Bây giờ đợi team lên phát là mình cho cái ulti vào là có thể ăn trụ thắng luôn. Và trong combat anh em cố giữ cho mình chiêu 1 nha. Không phải gọi là giữ mà là đợi khi nào mà team nó bắt đầu những thằng lên tấn công thì anh em mới bật chiêu 1 lên. Chứ đừng bật hoang phí, không phải lúc vào combat thì anh em sẽ thiếu sát thương ở một này hoặc là không có chiêu nào để chạy. Ủa ôi, tu len vỡ đầu, à quên quy lệ là gì nhỉ? Eo su vỡ đầu rồi anh em. Thả bom quá đau. Đấy, lên anh em cố giữ chiêu 1 nha. Khi thí dụ sát thủ lao đến anh em cố kéo chiêu 1 về đằng sau để vẫn whip đùi xuống rồi bắt đầu xả sát thương đáp trả lại. Đấy là cách tốt nhất nha. Anh em thấy máu tăng ghê không? Toàn 500. Đấy, cái chí mạng càng nhiều khả năng hồi phục máu càng cao. Đấy, 3000 chí mạng rồi anh em. Rồi quá, thắng rồi. Từ từ từ, không phải về anh em. Ở đây như mình thấy bùa xanh vừa ra. Đây bùa xanh rồi anh em. Ăn xong đỡ phải về. 2005, giật cực kỳ đau rồi anh em. Ô, à thắng rồi anh em. Zuka với Ra đẩy thắng rồi. Và video của mình đến đây là hết nha anh em. Nếu anh em là thấy hãy cho mình một like và một sub để mình có động lực dạng video tiếp theo hay hơn nha. You just had to get it all away. You just had to get up.